Chào mọi người, ở video này mình sẽ hướng dẫn mọi người móc cái bé bạch tuộc như thế này nha. Để móc bé bạch tuộc đó thì mình sẽ dùng cái sợi len cốt tông Việt Nam màu xanh và kim móc 1.1. Đầu tiên thì chúng ta sẽ móc thân của con bạch tuộc nha. Thì chúng ta sẽ làm vòng tròn ma thuật với 8 mũi đơn. Vòng tròn ma thuật này, với 8 mũi đơn. Sau khi mình làm xong vòng tròn ma thuật với 8 mũi đơn thì chúng ta sẽ xiết xiết cái sợi len lại. Sau khi mình xiết cái vòng tròn ma thuật lại thì chúng ta sẽ móc hàng tiếp theo là 8 mũi tăng nẹp theo cái sợi dây thừa luôn nha. Mình sẽ không có kết hàng nên chúng ta sẽ móc liên tục. Cái chân đầu tiên chúng ta sẽ đánh dấu bằng kim đánh dấu hoặc là cái cọng kém nhỏ này. Mình sẽ đánh dấu bằng cái cọng kém nhỏ. Rồi móc thêm một mũi đơn vào cái chân đầu tiên để tạo thành một mũi tăng. Ở chân thứ hai chúng ta cũng sẽ móc mũi tăng và hai mũi đơn cùng chân. Rồi, chân thứ ba. Mọi người móc tương tự cho đến cuối hàng nhé, 8 mũi tăng. Sau khi mình móc xong 8 mũi tăng thì chúng ta tiếp tục móc hàng tiếp theo với 1 mũi đơn và 1 mũi tăng. Một mũi đơn này, chúng ta cũng sẽ đánh dấu lại. Đơn một tăng một đơn một tăng. Mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé. Sau khi mình móc xong cái hàng một mũi đơn một mũi tăng thì ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc là một mũi đơn một mũi tăng và bốn mũi đơn một mũi đơn, chúng ta cũng sẽ đánh dấu lại. Một mũi tăng, một mũi tăng và bốn mũi đơn. Bốn mũi đơn thì chúng ta sẽ móc tương tự một mũi đơn một mũi tăng một mũi đơn à. Một mũi tăng và 4 mũi đơn. 2. Mình sẽ làm tương tự một đơn, một tăng và 4 mũi đơn 4 lần như vậy. Sau khi mình móc xong cái hàng một mũi đơn, một mũi tăng và 4 mũi đơn thì chúng ta sẽ móc tiếp cái hàng tiếp theo là 5 mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn. 5 mũi đơn đầu tiên này. Ta móc mũi đơn đầu tiên và chúng ta đánh dấu lại. Năm mũi đơn, một mũi đơn rồi. 2 3 4 5 mũi đơn này. Và một mũi tăng. Một mũi tăng. Xong lại một mũi đơn. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ móc là 5 mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn. Làm 4 lần như vậy. Sau khi mình móc xong cái hàng
5 mũi đơn, 1 mũi tăng và 1 mũi đơn, thì chúng ta tiếp tục móc hàng là 3 mũi đơn, 1 mũi tăng và 4 mũi đơn. 3 mũi đơn à? Mũi đơn đầu tiên. Rồi chúng ta móc và đánh dấu lại. Rồi, 3 mũi đơn, 1 rồi nhé. 2 này. 3. 3 mũi đơn, 1 mũi tăng. Một mũi tăng và 4 mũi đơn. Ba mũi đơn, 1 mũi tăng và 4 mũi đơn. Mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé. Sau khi chúng ta móc đến cuối hàng á, thì chúng ta sẽ tiếp tục móc là 8 mũi đơn, 1 mũi tăng. Một mũi đơn. Ta sẽ đánh dấu lại. Tám mũi đơn, một mũi tăng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. 8 mũi đơn, 1 mũi tăng. Và 2 mũi đơn cùng chân. Mình chúng ta lại làm tương tự là 8 mũi đơn, 1 mũi tăng. Mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé. Sau khi móc đến cuối hàng thì chúng ta tiếp tục móc là 2 mũi đơn, 1 mũi tăng và 7 mũi đơn. 2 mũi đơn. Mũi đơn đầu tiên chúng ta sẽ đánh dấu lại. Đơn, một mũi tăng, mũi tăng và 7 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mũi đơn. Rồi chúng ta cũng sẽ tiếp tục móc là 2 mũi đơn, 1 mũi tăng và 7 mũi đơn. Chúng ta làm 4 lần là đến cuối hàng. Mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé. Sau khi móc đến cuối hàng thì ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn. Và chúng ta sẽ móc 5 hàng toàn bộ bằng mũi đơn nhé. 5 hàng toàn bộ bằng mũi đơn. Ở mũi đơn đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ đánh dấu lại. Và chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi đơn cho đến cuối hàng và làm 5 hàng như vậy. Rồi mọi người làm tương tự 5 hàng mũi đơn nhé. Sau khi mình móc xong 5 hàng mũi đơn, 1, 2, 4, 5, 5 hàng mũi đơn, thì tiếp theo chúng ta sẽ móc là 2 mũi đơn, 1 mũi giả và 2 mũi đơn. Mũi đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ đánh dấu lại nhé. Rồi, một mũi đơn rồi, hai mũi đơn này. Một mũi giảm này. Mũi giảm. Rồi lại hai mũi đơn. Hai mũi đơn. Rồi tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc là 2 mũi đơn, 1 mũi giảm và 2 mũi đơn. Hai mũi đơn này. 1 mũi giảm. Rồi 2 mũi đơn. Mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé. Sau khi mình móc đến cuối hàng thì ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc là 8 mũi đơn, 1 mũi giảm. Thì ở chân đầu tiên chúng ta cũng sẽ móc và đánh dấu lại. Một này. Hai. Ba.
8 mũi đơn à. Xong rồi 1 mũi giảm. Một mũi giảm. Rồi mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng, 8 mũi đơn, 1 mũi giảm nha. Sau khi mình móc xong đến cuối hàng thì chúng ta sẽ móc hàng tiếp theo với 3 mũi đơn, 1 mũi giảm và 4 mũi đơn. 3 mũi đơn. Chân mũi đầu tiên chúng ta sẽ đánh dấu lại. Một mũi đơn à. 2 3 3 mũi đơn, 1 mũi giảm. Một mũi giảm này và 4 mũi đơn. 1 2 3 4. Rồi tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc là 3 mũi đơn, 1 mũi giảm và 4 mũi đơn. Mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé. Sau khi mình móc đến cuối hàng thì chúng ta móc tiếp đến hàng tiếp theo là 5 mũi đơn, 1 mũi giảm và 1 mũi đơn. Ở chân mũi đầu tiên chúng ta cũng sẽ đánh dấu lại. Rồi 1 mũi đơn rồi này, móc 5 mũi đơn. 2 này. 3 4 5 5 mũi đơn, 1 mũi giảm. 5. Một mũi giảm này và một mũi đơn. Rồi mọi người làm tương tự nhé, 5 mũi đơn xong lại một mũi giảm và một mũi đơn, làm cho đến cuối hàng. Sau khi mình móc đến cuối hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục móc là một mũi đơn, một mũi giảm và 4 mũi đơn. Một mũi đơn và chúng ta đánh dấu lại. Một mũi giảm. Và 4 mũi đơn. Bốn mũi đơn. Rồi tiếp theo chúng ta cũng sẽ móc là một mũi đơn, một mũi giảm và 4 mũi đơn. Mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé. Sau khi mình móc xong tới cái hàng này á, thì chúng ta sẽ đi gắn mắt luôn nha. Chúng ta sẽ đếm từ trên xuống này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tới cái hàng số 10 này thì chúng ta sẽ gắn mắt vô. Giữa của hàng số 10 và hàng số 11 này. Và giữa hàng 10 và hàng 11. Và chúng ta sẽ lấy cái chốt mình chốt nó lại. Rồi từ cái bên này giống qua con mắt thứ 2 á, thì chúng ta sẽ đếm là 9 nha. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 9. 9 thì mình sẽ gắn ở đây. Bên này. Sau khi chúng ta gắn mắt xong thì chúng ta sẽ nhồi bông. Sau khi mình nhồi bông xong thì mình sẽ được một cái đầu nó tròn như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ móc là một mũi đơn, một mũi giảm. Tôi móc là một mũi đơn, một mũi giảm. Một mũi đơn. Chúng ta đánh dấu lại. Một mũi giảm. Chúng ta sẽ móc một mũi giảm.
lại một mũi đơn, một mũi giảm, mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé, một mũi đơn, một mũi giảm. Sau khi mình móc đến cuối hàng thì ở hàng tiếp theo chúng ta sẽ móc toàn bộ bằng mũi giảm. Một mũi giảm này, hai mũi giảm này. Mọi người làm tương tự cho đến cuối hàng nhé. Sau khi mình móc xong thì mình sẽ cắt sợi luôn. Mình dùng kim khâu len này để mình khâu nó lại. Rồi mình khâu nó lại bằng cách là mình xỏ lên cái chân cạnh trên này. Một này. Chúng ta sẽ xỏ lần lượt vô trên cái chân cạnh trên này. Rồi chúng ta sẽ kéo xiết nó lại. Kéo xiết cho nó nhỏ cái lỗ lại. Rồi chúng ta sẽ giấu cái sợi len này luôn. Chúng ta sẽ giấu cái sợi. Rồi, đây là chúng ta đã hoàn thành cái đầu của con bạch tuộc rồi này.